Hôm nay thì chúng mình đồng hành cùng thầy Dũng với cái series là 8 tuần đếm ngược, đúng không? ôn tập tổng hợp lại tất cả từ vựng chữ hán ngữ pháp đọc hiểu nghe hiểu đúng không nào? Ừ. Và hôm nay thầy Dũng sẽ phụ trách phần từ vựng chữ hán ngữ pháp là hai và là ba mọi người ạ. Bắt đầu nhá, bắt đầu nhá, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Nhắc lại này, hôm nay thì chúng ta cùng nhau chữa từ vựng chữ hán ngữ pháp là hai và là ba nhé mọi người nhá. Nó có cả sen lẫn cả là hai và là ba nhưng mà toàn câu khó khó thôi Đấy. câu đầu tiên rất là hay mọi người à. câu đầu tiên rất là hay nên chúng ta nhắm bắt đầu chúng ta sẽ chọn chữ hán nhé mọi người nhá đôn chữ này là xe cải dễ rồi đúng không đôn xe cải nhé còn đọc chữ này jibun no kanjo nhé kanjo này Đấy. các bạn sẽ chọn là kiratte là cố cố át cố á át kate hay là skate hay là utagate nào các bạn chọn đáp án đi Chọn 4, chọn 4, 4, 4 hết đúng không? 4 Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là Đấy, 4 Utagate Có nghĩa là gì nhỉ? Nghi ngờ Đúng không nào? Đấy, nghi ngờ Vậy thì chúng ta nhau dịch câu này nhá Cho dù bạn có nghi ngờ thế giới Như thế nào đi chăng nữa Đôn là như thế nào đi chăng nữa Đấy, Đấy. thế ở đây đọc là Không nghi ngờ ư ta ga hoa nai đúng không thì chúng ta cũng không nghi ngờ được cái cái gì đây can tức là cái cảm xúc của bản thân mình đúng không nào vui thì chỉ có mình biết là mình vui rồi đúng không à, sao phải nghi ngờ mình vui thì mình nghi ngờ mình liệu mình có đang vui hay không không, nào? Đấy, không thể nghi ngờ được không nghi ngờ cảm xúc của bản thân mình được Đấy chưa Đấy. nghi ngờ đúng không khi đau là ghét đúng không nào đấy, các bạn nhớ nhá đấy, có động từ khi đau đấy đúng không nào ừ, ghét ai đó dùng trợ từ ố kỳ hay là bị ai đó ghét thì chúng ta chưa đã bị động kỳ đúng không nào gặp xe ni kỳ đào bị học sinh ghét đấy chưa đấy, cô Kowai được cô đấy cô đấy mà cô nhưng mà có động từ kowagaru qua được là ghét cái gì đó thường sẽ là eh, ngôi số 3 con mèo rất là ghét ăn cái gì đó hay là cô ấy rất là ghét cái gì này dùng cô được đấy chưa nào đấy Shikaru Đó Là gì nhỉ? Cáo ai đó Cáo cáo Được chưa nào? Xong câu này nhá Chuyển sang câu tiếp theo Rồi câu này à. Hai. Sakura thì mọi người biết rồi đúng không? À. Kỳ thì mọi biết rồi Nhưng mà cái chữ này nó là cái gì đây? nào Thôi để thầy đọc chữ này cho mọi người được chưa? À. Cái chữ này nó khó hơn cái chữ này ạ <laughs> Phải không mọi người? À. Rồi chữ này là Điều qua tức là cả hai phía đúng không ryogawa ga qua Đấy, tức là cả hai phía như nào cả hai phía cả hai phía Đấy chưa Đấy, đây là thể đang vẽ hoa đấy okay cái nha mọi người Đây là Sakura hoa anh đào Còn đây là Đọc là gì đây Hề Võ Thị Thanh Dung chọn 3 đây, xong hỉ chọn 3, phước hòa 3. Ừ. Đô độ là con đường. Đúng không nào? Đô độ là con đường của chúng ta đây. Đúng không? Dịch nhé. Có cây hoa anh đào. Đúng không? Ở à, hạn gì Cây hoa anh đào nằm ở hai phía thì nhà hai phía bên đường. Đúng không nào? Nằm biển nằm ở hai bên đường ấy. Hai bên. Đô độ là con đường. Nhớ mọi người nhá. Được chưa? Chỉ có đô độ đấy nhá Còn cái này nó thêm Trường âm là không phải đúng không? độ họ chưa đọc bao giờ Michiro chưa đọc bao giờ nữa cơ Đấy, cái câu này nó chỉ thế thôi Đúng không nào? Hai hàng cây hoa anh đào các bạn ở bên Nhật đều được nhìn những cái hình ảnh Đúng không? Những cái phong cảnh tuyệt vời như thế này rồi đúng không? Hầu như đi đâu cũng có Trên khắp đất nước Nhật Bản Đấy, câu số 3 nào Đấy chữ này đúng không? Mấy chữ này nhìn rất là lạ thế nhỉ? À. lần đầu tiên em nghe thấy từ giặc cự. Đây còn một chữ Hán khó nữa cơ. Chữ này đọc gì đây? Đọc là gì đây? Đó. Ừ, chữ này sẽ đọc là Sagasu Sagaste được à, Saga Tìm kiếm Được chưa nào? Mitsukarimashita Mitsukarimashita Yatto là cuối cùng Thầy giải thích luôn cho mọi người Đúng không? cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy cái giặc kiếp cự này đúng không cái 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 này mà tôi đang tìm kiếm Nguyễn Bảo Long cũng chọn một ừ, đúng rồi Nguyễn Thị Thu Hiền cũng chọn một hiệu thuốc đúng không nào rồi. tại sao không phải là ba à, thằng 3 với thằng này nó khác nhau à bộ thảo trên đầu này đúng không nào ừ. còn đường sau này giống nhau đều là kiếp cự đúng không nào? cái kiếp cự này là khúc nhạc này bản nhạc này thì không phải rồi đúng không à, cả hai câu này là không phải rồi đúng không? còn hai thằng này nó khác nhau một là có bộ thảo bên trên thôi thằng này có bộ thảo bên trên thôi đúng không thảo thì làm dạng làm để làm thuốc mà đúng không nào thì các bạn nhớ nhá hay, có thảo thì sẽ là là thuốc được chưa nào còn bên dưới nếu mà không thảo thì sẽ là hay, chữ gì nhở à đây, thầy hiểu biết hai bên này trước được chưa, Đấy chưa? Hay, chữ này là lá cự đúng không? hay là gì nhỉ? tanoshi à, vui vẻ à, vui vẻ tanoshi dạ tanoshi desu nếu mà đứng một mình thì cũng đọc là lắc cự được nhé mọi người nhá lắc cự là dễ dàng hay là là nhẹ nhàng đúng không làm làm việc ở đấy công việc ở đấy nhẹ nhàng lắm lắc cự xíu đúng không sono xíu to ạ lắc cự đấy lắc cự tên đấy mọi người lắc cự tên đấy lắc cự tên thêm chữ thiên ở đây lắc cự tên được <laughs> à, nào? Đấy, ok. Cái hiệu thuốc mà tôi đang tìm kiếm cuối cùng thì cũng đã, đã tìm thấy. Đấy, con này là thế nhá. Xong rồi. Chúng ta có tiếp theo. Bim. Đấy. Con số 4. Nào. Đấy, đọc cả mấy câu này Đây, câu này nghĩa là gì? Chữ này Kino các bạn đọc rồi đúng không? Kino, mà chưa? Ishō ni nomi ni itta. Nguyễn Hồng Hưng chọn một Liên Nguyễn đúng không? Hai Hai, Hai. Nào Trần Ngọc Minh Thúy chọn một ạ à. Đấy bạn, Các bạn chưa nghe từ sục thứ ba này thì sẽ chọn số một Đó nào Đấy. Vậy thì chúng ta cùng nhau phân tích nhá Chúng ta phân tích câu này nhá uhm. Sục thứ ba Cái này cảm trưởng như là nơi đi ăn đúng không nào <laughs> Nơi đi ăn để chơi nào Đấy. Đây là nơi để số cự là công việc nơi làm việc đúng không? chữ này cũng là chữ gì đó tôi được làm việc ở đó đó nào là cả sono kai xả đệ chữ này là Hataraku cũng là làm việc nhưng mà dùng trợ từ ní sono kai xả ní nào hay vậy thì ta sẽ chọn con nào chúng ta cùng nhau xem này đó hôm qua tôi đã đi uống cùng với nakama 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 là các bạn cùng với người bạn ở nơi ăn uống à đi uống rượu cùng với người bạn người bạn gì người bạn đáp án là số 2 nhá mọi người nhá mọi người không phải là cứ tới đi ăn uống xong bắt đầu là chọn vào có thức ăn được đâu đâu đấy ở cái chữ này không có đúng không chỉ có sục cơ ba là chữ số 2 đây thôi thế chưa nào sục cơ ba tức là nơi làm việc hay còn gọi là công ty đấy, đấy chưa đồng nghiệp của nợ của công ty hay đồng nghiệp của À, nơi làm việc thì chúng ta dịch đơn giản là đồng nghiệp của công ty được chưa nhớ nhá cái từ này nhá số thứ ba này để cho thầy viết chuyện chữ hán này cho mọi người xem nhá có cái tai này được chưa đấy đúng không trong thì bộ lập giờ kéo dài ra một tí nhật được chưa số thứ được chưa nào không được nhầm nhá đấy các bạn làm sai hầu hết các bạn làm sai chọn câu một là sai hết rồi không 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 hào không, không. Đúng rồi, nhưng mà không sao, coi như hôm nay là một từ mới, chúng ta sẽ cho vào đầu nhá. Rồi, ok. Tiếp theo nào. Câu số 5. Câu số 5 này. Nào, kono shorui o. À chữ này hơi khó này. Lần đầu tiên em nhìn thấy cái chữ này thầy ạ. À. Đúng không? Copy, copy ste kudasai. copy Cái câu này các bạn nhớ nhá. Nhớ cái từ này biết rồi đúng không? Gấp đúng không? Hay, thì thêm một chữ này nữa là khẩn cấp. Hãy copy khẩn cấp cho cho anh cái tài liệu này, đúng không nào? Đấy, số đôi. Và đáp án chúng ta sẽ là ba. Đấy, skill, đúng không? Skill khẩn cấp. Đúng không nào? Khẩn cấp. Nghe cái từ skill quen quen nhỉ? Đấy, có một từ skill khác đó là hãy trợ cấp. C, đúng không? Đấy, chữ này. Chu cấp đây, đúng không? Chu cấp là giá skill sử dụng. Cô tư hi o skill sử dụng, đúng không? Chợ cấp tiền đi lại. Ok chưa? Đấy, cái chữ này, chữ này đọc là skill này. Đấy, cần nhớ hai chữ này nhá Đấy. Rồi. Cấp bách chưa? Cấp bách chợ cấp tiền đi lại, cho thầy. Đúng không? Skill, skill sử dụng. Ok chưa? Rồi, Trần Nhi các bạn đã làm đúng hết rồi nhá. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Câu số 6 nào Thì đây Chữ Hán khó quá thầy ơi Chữ này khó quá thầy ơi À đây là N2 nhá à, Bắt đầu chuyển sang là 2 Thầy nên chữ ơi khó hơn một tí Đấy. Nên là mọi người cố gắng đọc thầy đọc chữ này cho Kino Kino Nhiều Kino nhỉ Kino nhé. Kino là tính năng Chữ này là Fukusu 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 này nhé Kono kino, kino tsukau to me đứa cô chỗ nào khi này hệ khi khi mà sử dụng cái tính năng này đúng không thì chúng ta có thể gửi gửi thư đúng không nào gửi thư đồng loạt IC thì đồng loạt cho nhiều người được chưa nào đấy ic tự đồng loạt ok chưa rồi có số 1, có số 1, có số 1 xong rồi đấy cái câu này nó dễ như thế thôi nó tuyển thằng tiếp câu tiếp theo nhá rồi câu này câu này mới là câu khó này này câu này mới là câu khó này Đâu rồi rõ bảy bảy hát tổ ạ không chữ hán tiếp theo là chữ gì đây mà cái ha tội nó làm cái gì đấy mọi người ha tọ hà tọ cứng tự nhiên có chữ hà tội ở đây là nào đó là thì đố các bạn biết hà tội này hà ha tội hai từ này khác nhau như thế nào đây nào, cùng một lúc cùng một lúc ừ. đây nhá các bạn trước cái con lần này hà này là con chim bồ câu nào? nào hay hay con hà ha tội hà tội này là trái tim bằng tiếng anh này heart đúng không? Hay tiếng anh phát âm hơi kém hơi kém một chút hơi cùi một chút ha tọ được chưa còn đây à ha tọ đúng không được cho là xô so trồ, đây là biểu tượng đấy mọi người biểu tượng đây trên nào đấy biểu tượng thì chúng ta phải có chữ tượng tượng ở đây là gì nhỉ các bạn thấy tượng này đúng không tượng này này đây chưa nào tượng còn chữ tượng này có bộ nhân đây là bức tượng là bức tượng nhá còn tượng này là con voi Các bạn nhớ biểu tượng là một con voi cho thầy Nó không phải bộ nhân Được chưa? Không phải bộ nhân Được chưa nào? Đấy Còn tiếp theo Chữ này này Hai cái chữ này cái chữ này này Nó khác nhau thì Ở bên này nó chữ vương Được chưa? Vương Bên trong này là chữ vương Còn chữ này là chữ nguyên ở bên dưới Đấy nhìn thấy không? Nhìn thấy khác nhau đều không? Đấy Được chưa? Ok chưa? Đấy. Vậy thì đáp án chúng ta là chữ này này. À là, là chữ này này, đáp số 3. Số so trộ biểu tượng luôn. Được cho là biểu tượng của hòa bình. Nhớ nhá. còn cái chữ này trong chữ bì miêu này, bạn biết chữ bì miêu không? Đây nha, chữ này chữ bì, đọc còn chữ bì. Còn chữ miêu sẽ là tỏ cho mặt đây. Chữ miêu sẽ là gọi con gái. Bí miêu Nhìn thấy chữ bì miêu là bây giờ Bì miêu là 50-30 đúng không? Đấy right. Mì quán nó thế nào? Sono nó Mì xe nó ra à, miêu desu ne Tức là Cũng bình thường 50-50 Nhưng mà Ý ám chỉ là không ngon lắm Thì sẽ dùng từ bì miêu này Bì miêu desu ne Được chưa nào? Rồi câu số 8 Nào chúng ta nhau xem nhá Hiêu Ski thì là chữ này cũng đọc là Ski mà chữ này cũng đọc là Ski đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ có hai Ski này chắc chắn là à, chúng ta phải chọn hai chỗ chữ này rồi đúng không? Ừ. Đấy. Thì trong này có hai chữ đều đọc là Hiuski chữ này có thể đọc là Hiuski chữ này có thể đọc là Hiuski chữ này có thể đọc là Hiuski Nhưng mà chỉ có một đáp án chính xác. Hay của chúng ta trong trường này sẽ là biển báo, Đấy chưa? Biển báo đường, đô lộ vẫn em vừa học đây biển báo đường thì tùy vào từng nước mà khác nhau đúng không các bạn hiosuki như thế nào hiosuki còn trong này có một từ vựng có thể đọc được dịch được đọc là hiogen hiogen là biểu hiện đúng không biểu hiện được chưa hay là cách diễn tả đúng không sono wa này cái cách diễn đạt đó thì trong tiếng việt không có đâu thì hiệu có thể chỉ là diễn đạt cách biểu hiện như nào. Hoặc là cái từ là gì nhỉ? Hiệu no jiu tức là tự do ngôn luận. Chúng ta có dùng từ này có thể tự do ngôn luận được. Đấy chưa? Hiệu no jiu. Ok chưa? Xong rồi nhá. Có số 8 xong rồi nhá. À đọc con mừng các bạn này. Bình ngân chặn 4, chặn một tiến chặn 2. Không phải rồi, tiến sai rồi nhá. Trước khi bạn số sự cho quảng cáo 10 giây đúng không? Sắp tới thì thầy có tổ chức lớp luyện đề viết 500 để cho nào. Đấy trong phần này thì chúng ta sẽ có thể tăng được 20 đến 30 điểm nếu mà luyện đề thường xuyên. Để xem nào. Thời gian học từ thứ hai đến thứ sáu 19 giờ đến 21 giờ nhá. Ok chưa? Đấy, nên là các bạn nếu mà các bạn muốn xem những cái buổi livestream trực tiếp với thầy qua Zoom á, Thì hãy đăng ký cái lớp học này cho thầy nhá. Ok chưa? Thầy sẽ tặng cả một bộ ebook nữa Thách kiến thức từ hạn từ vựng chuyên ngữ pháp nhá. Rồi, và các bạn có thể không chỉ luyện đề mà các bạn có thể có cái bộ ebook này các bạn có thể ôn lại được kiến thức Ok chưa ạ? Thế nhá, bắt đầu tiếp nhá. Nào, con số 9 nào. Tôi bưng thưa bạn. E Ê to, samusa de te no yubi wa te no yubi. À chỗ này yubi đúng không nào? Ngón tay đúng không? Yubi, te no yubi wa. Đấy. Thế Vinh chọn mấy đây? Bình Nguyên Hoàng Tiến Bảo chọn mấy đây? Eto nakunatte shimatte. Con này khó này. Toàn chứ. Tất cả đều có này. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây, gì đây, gì đây, gì đây Căng hết này Cảm Nhưng mà nếu bạn nào học giỏi chữ Hán thì sẽ chọn ngay được chữ này Nếu mà giỏi âm Hán Việt nữa thì nhìn thấy đơn giản Đúng không nào Cảm động, cảm giác, cảm kích đúng không Cảm tâm đó là gì đây Đấy. Vương Hà chọn 2 Đỗ cái Thắng chọn 2 Do gì là Do cái lạnh Samusa là cái lạnh đúng không Nên là nên là cảm giác tay đã không còn nữa nó nó cảm giác tay căng các cự được chưa nào đọc là căng các cự nhá Rồi. số 1 là can đô là cảm động được chưa nào căng kia là cảm kích được chưa nào còn can xin này chúng ta phải dịch là không phục thán phục được chưa nào không phục thán phục còn còn một từ can xin nữa là quan tâm nhưng mà chữ hán còn nó là chữ này Can xin quan tâm cái gì đó can xin dự, xe gì can xin sự thì dùng chữ này quan tâm quan tâm đến cái gì đó dùng chữ này là chưa nào Đấy. còn cái từ này là thán phục khâm phục nhá can xin ok chưa yeah. này câu này xong rồi nhá Cô tiếp theo số 10 có lẽ còn 10 câu nữa mọi người hơi chậm một tí nhỉ thầy sẽ tua nhanh nhá nào tua nhanh câu này nào

ai tên nó cô được là đấy chưa nào thì, ôm nó là cái gì đây, ôm ơi ra nó là chu đáo, quan tâm. vậy thì, cô ấy thực sự là người rất là chu đáo, đúng không? chu đáo thì, thì là tha thứ với người khác à? không. thì là chăm chỉ à? không. thì là tin người à? không. thì là suy nghĩ cho đối phương à? đúng. đúng không? Quan tâm thì phải suy nghĩ cho đối phương Đông Bang các bạn chọn đúng hết rồi Thùy Linh ok rồi Hiền Xuân Hồ, Lisa Phạm ok rồi nhá Rồi ok Nào Tiếp theo nhá Tiếp theo tiếp theo Câu này là từ vựng N3 Cũng có thể là hai cái từ này Nhìn thấy lạ quá nhỉ Đồ na đa nai đế Em chứng nghĩ cái này bao giờ Vậy thì Chúng ta sẽ có đáp án ngay sau đây 5 4 3 hai một là một bây giờ đô na đa nai tức là đô na rự Đồ từ gốc của nó đô na rự có nghĩa là quát ôi thằng kia học bài đi đúng không học bài đấy để đô na rự đúng không thầy đừng có mà quát như thế nên như thế sốn nó nhiều đô na nai tức là sai à đô na đa nai tức là chưa ok quát quát thì là quát thì sẽ là gì nhỉ ô goe đệ ô cô này đệ gào lên cái gì là gào thì gào chưa chắc là đã có nghĩa là đang quát đúng không quát có nghĩa là đang tức giận cô gào lên chỉ là hét to lên đó là này chưa cố sân này đệ tạc sản tạp bên này đệ hay là á ca này đệ thế nha tiếp câu số 12 rồi được vâng 昨日の試合は私たちのチームが2 1で勝った。だ thắng thắng cái gì đây? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 12 chọn Đà Nẵng chọn 4, Thu Phương chọn 3, ánh Phạm chọn 3, Hào Dương chọn 4. Ta đang chọn 3, 4 đúng không ạ? À. Đấy. Vì sao các bạn chọn 3, 4? Bởi vì 3 là xa là khoảng cách. 4 là đối lập. Đúng không? Đấy. Số 1 là Hanshite này. Hanshite này. Số 2 là Krabete này. Đúng không? Số 3 là Sashite này. Sashu này. Số 4 là Thaishite này. này. Đấy chưa nào? Thaishite. Thaishuru đấy đúng không? Sát sự này, hàn sự này, kura bê lự được chưa nào? Ừ, đấy. Đáp án sẽ là 4, đúng không? Tỷ số 2, 1. Ni thai. Ni thai y chi, được chưa nào? Đội chúng ta đã thắng với tỷ số 2, 1, được chưa? 2, 1. Thì sẽ phải dùng từ thay Thái hanste là trái lại này đấy chưa kurabete là so sánh với cái gì đó ni kurabete được chưa nào ừ. đáp án số 4 là đáp án chính xác nhất nhá ok chưa quỳnh như nga trần lan phạm thu hương đã đúng hết rồi Tiếp theo có một từ vựng ngay đầu tiên này. cái từ này sẽ đọc là endaka đấy chưa Endaka, đấy chưa? Endaka tức là yên tăng. Yên tăng giá đúng không? Nhưng mà giờ này yên đang giảm mà. Cái câu này phải cho về tầm năm 2020 hoặc 2021 thì yên đang tăng giá này. Còn tầm này thì yên đang giảm giá quá trời luôn. Đó nè. cả Endakade. Chữ này là rieki. Agate. wa Nani nani. Đáp án sẽ là đáp án số. Một à? quý tộc chọn một Tài nhá Đấy Đáp án sẽ là Ba Ba Được không? Dô kỳ ghen Đấy Chúng ta sẽ đọc Dô kỳ ghen Tức là cảm giác rất là vui vẻ phấn chấn Được chưa nào? Đấy Đê kỳ tức là tiền lãi ạ Đúng không? Tiền lãi Tăng lên do Yên tăng Đúng không? nên là giám đốc trông có vẻ rất là phấn chấn đúng không nào do là chưa do kigen này. đấy chúng ta có từ do do như gọi do xin này các bạn là jo xin Jo hanshin, xin hanshin xin han tức là một lửa trên của mình jo hanshin xin này ở trên tính từ cái bụng này do han xin này nhé cô này cô này ví dụ cô caro đi chẳng hạn đó là cô calori tức là hàm lượng calo cao hay là cô atsuki tức là gì nhỉ áp khí khí áp cao à, cô kia sự chứ hoặc là cô siêu niu à, cô này siêu niu này cô siêu niu tức là thu nhập cao đó thì có từ này cô siêu niu ok chưa còn chữ này chữ ski và chữ yoi đúng không nào đấy rồi tiếp theo có số 14 này, bực ca bực ca là gì đây? Chữ hán kia là gì đây? Chữ hán kia là cứt sự nhá, cứt sự là dày nhá Cái dày này nó bực ca bực ca Nghĩa là gì? Đôi dày này nó bực ca bực ca nghĩa là gì? Đấy. Huỳnh Thanh Chi chọn 4 Đấy. Trần Văn Hạnh chọn 4, Bích Ngân chọn 4 Đúng không? Đấy. Thu Vương 4, Đà Nẵng, Gia yeah, 4 ừ. Đúng rồi, nó có nghĩa là rộng tốt tế mô kỵ Thì kiểu bư ca bư ca kiểu thông thình nhá Đó Đấy. Nói về quần áo này, hay giày dép này Đó là đôi giày này rất là kiểu như rộng thông thình Quần áo rộng thông thình phức cử quá, bư ca bư ca đạ à, Dư bông quá, bư ca bư ca đạ Thì nó nghĩa là rất là to Được chưa? Thế thôi, câu này chỉ đơn giản thế thôi Tiếp theo Câu số 15 Số mấy làm? Ừ kết Đấy Đấy. tôi sẽ bắt đầu sống một mình Đấy. từ tháng sau ở gần trường học Đấy. Đây là gì nhá sư gắcử nộ tức là về cái tính tính dễ dàng cho việc đi học thế nào dễ dàng cho việc đi học việc dễ dàng cho cho việc đi học á thì thế nào đây? Dai uh, các cử aruite kayoeru tokoro Caioer, Tocorinita, nhớ Nista thế này, tức là tôi đã quyết định, tôi đã quyết định lựa chọn, à, tôi đã quyết định chọn thì dùng câu này Nista, tôi đã quyết định chọn một nơi có thể đi bộ được, đi bộ được đến trường. Đúng không thì câu này chúng ta sẽ chọn là gì đây yon ý là căng gai tê kang gai tạ nô nỉ ý là cố gắng để suy nghĩ này nô ní này vậy mà căng gai tê chỉ là nghĩ bình thường thôi căng gai nó cả là thêm một cái nghi vấn ở đây liệu có suy nghĩ về cái tính chất đơn giản cho việc đi học hay không nó là sự dễ dàng cho việc đi học hay không chúng ta sẽ chọn làm số mấy? rất là nhiều bạn chọn bốn nhưng mà đơn giản chỉ là đáp án số 2 trong cái câu này chỉ là nối câu thôi mọi người nhá. Nối câu. Đáp án số 2. Được chưa? Bắt đầu từ sau tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mà từ lần sau tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống một mình ở gần trường đại học để suy nghĩ về suy nghĩ về gì đây về cái sự đơn giản cho việc đi học thì tôi đã quyết định nó suy nghĩ về thôi chỉ cần đơn giản những câu này thôi vô ní đằng sau phải là sự cố gắng làm cái gì đó đằng này câu này chỉ là quyết định làm cái gì thôi ừ, chứ không phải là cố gắng cố gắng cố gắng luyện tập hàng ngày chẳng hạn thì dùng câu vô, ní chứ đúng không ừ. cái câu này đơn giản chỉ là suy nghĩ về cái gì đó thôi thì dùng sẽ là căng gai tê thôi nhá không được nghĩ quá là khó để cho nào các bạn chọn một rất là nhiều đa là đáp án số 2 căng gai tê để nào Đấy, ok chưa rồi, câu số 16. Hát hết rồi mọi người. Bốn câu nữa. Kore wa kono kaisha. Kore wa kono kaisha. Nani nani. Ừ, đọc chú án hết không? Tokubetsu, đặc biệt. Gijutsu. Dạ. Gijutsu. Kỹ thuật đặc biệt. Đấy. Thầy đọc hết cho anh nắm giáo thì nghĩa có thể giải thích cho rồi thì quá là đơn giản rồi đúng không nào kỹ thuật đặc biệt nào đấy ni ca giri nó là cái gì đây ni ca giri hôm dịch ni ca giri u cát samani ca giri u cô samani giri đấy Đà Nẵng nghe một Đà Nẵng nghe hai hai một là thế nào chọn cả hai câu à siêu đấy à các bạn khác đâu vậy nguyễn thị nguyệt hai trần minh ngọc thư hai đúng rồi các bạn thấy là gì đây chúng ta sẽ thấy là nay đây là đi với sika rồi ở đây có hai thằng sika thằng kagiri này không phải đa kê là là không phải đó. Rồi, thì chúng ta sẽ có thấy là Dake nó nhấn mạnh nên chỉ chỉ cái công ty này có thôi nhưng mà nó thêm đến nó phải đến sika nó bởi vì sao có tỷ này đây đúng là đó sẽ là đi bạn nhấn mạnh đây là một cái kỹ thuật đặc biệt mà chỉ công ty này có Được chưa nào tiếp theo có số 17 nào có số 17 nào câu này siêu siêu dễ nồng ngữ pháp là ba nhé chữ này đố các bạn đọc cái chữ này đi Đấy. nào yêu hằng là đầu tiên em nhìn thấy chữ yêu hàng em chỉ học ngày xưa em chỉ học chữ bán có hàng thôi thầy ạ à. đúng không chữ yêu hàng cũng là cơm cơm buổi chiều chữ hăng này là chiều tối này thế chưa nào ngày xưa thì cũng giống ở việt nam á ở bên nhật á ăn cơm lúc nào cũng sớm tầm khoảng 5 giờ năm rưỡi sáu giờ ăn cơm rồi lúc ấy trời vẫn còn sáng đúng không vẫn là buổi chiều thì nó cũng chính là cơm tối đây bây giờ các bạn xem nhá bởi vì là thiếu thiếu gì đây đấy, thiếu trứng thế này tham gồ thiếu trứng để sử dụng cho cơm tối á nên là em đi siêu thị mua một chút nhé đơn giản thế thôi Thiếu trứng ngay anh ơi, em đi siêu thị mua một chút nha Mua, mua vừa một vừa chút nhé Đi mua thì chỉ có vừa. đi mua về thì chỉ có đau số 3 thôi Cái ni tê kuru nè Được chưa nào Rồi Gai kịp được Gì nhỉ Tôi mua đến, đến mua Đang đến mua Đúng không? Tôi đã đi mua Sẽ đi mua, sẽ đi mua màu con này là Đi mua mất, làm cái gì đó không phải Chỉ là ít nghe mãi rồi còn gì nữa. Đúng không? Bên cứ là đi à, rồi về đúng, rồi. đúng không? Cắt tiêu cự tức là mua và để dành lại. Ví dụ như là ngày mai có bữa tiệc nên là em đi mua trứng nhé, thì mới đúng, Được chưa? Ngày mua để chuẩn bị cho ngày mai ấy. Còn bây giờ mua để mua bởi vì thiếu nên là đi, đi mua về, Đấy chưa nào? Mua để dùng luôn. Đấy, kiểu dùng đoạn hai là không phải nhá. thủ Hương 3 này. Chúc mừng tất cả các bạn chọn ba nhá. Hay, bây giờ đến phần 3 câu cuối cùng hơi khó hơn 18, 19, 20 3 câu sắp xếp À hôm nay thầy đề khó đúng không? À, sắp xếp, sắp xếp 20 câu khó mà Nên là vừa nãy các bạn làm sai tứ tung hết cả đề của thầy à. ừ. Ừ. Tiếp ừ. Chúng ta sẽ có này à, Tôi khóc, được chưa nào? à, thầy khóc muốn làm cái câu này muốn làm câu này thì thì các bạn phải làm như nào bây giờ à mình sẽ bày cho các bạn bí quyết nhé đây cô thành bày bí quyết đây. đấy thầy đứng nghe này cô thành bày bí quyết cho các bạn à, đi mình sẽ nhìn xem trong bốn đáp án xem là có kiểu từ loại nào và ngữ pháp nào à. ở, ví dụ số đề đa kê đấy thì khả năng thường nó sẽ không phải đứng ở cuối câu được đúng không thầy dũng ừ. nó sẽ phải đứng, đứng ở đầu câu chẳng hạn này Đấy. Donna omoi de cũng sẽ phải đứng ở đầu này. Ừ. À, không thể đứng cuối câu được đúng không? À. Nhưng mà trong bốn cái này cái nào có thể đứng thành cuối của một vế nhỉ mọi người nhỉ? Katte kureta ka no to. Katte kureta no ka to. Katte kureta no ka to ですね. Và omou to. À. Nhìn Thì nếu omou to sẽ phải đi với cái gì nhỉ? Hai thằng anh chị nó sát nhau nhìn à. nó nó có thể đi kèm được với nhau luôn. Là thì nó sẽ hay đứng trước cái kiểu như là nói gì nghĩ gì đúng không? Ừ. Sẽ phải là một, một, một. thế hai thằng này nhà, ba bốn chắc chắn là kèm với nhau rồi. Ừ. thế còn bây giờ một hai nó sẽ đi kèm với cái gì? à một hai thì không phải là số đấy đa kê đấy hai ba bốn vì sao nhỉ? vì à, à, ghép vào câu thì ghép vào câu là sẽ không hợp lý đúng không? mua bằng với mức đó à, hay là mua với cái suy nghĩ như thế nào dona omoi thế thì sẽ là 2, 3, 4 Thế còn số đề ta kia không thể đứng trước đôn nào môi đấy Nó sẽ phải đứng sau Ừ. À, đi, 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 đi Nhưng mà nó đứng trước cái vế đứng sau này cũng được. Ờ, uh số đây. Đứng đây. Đứng sẽ nằm đây. Ừ. Ờ. Chỉ chỉ vậy thôi thì Nguyên tôi bảo cũng bảo đã khác rồi. 2 3 4 1. Đây, 2 3 4 1 à? Uh. 2 3 4 1 này. Đôn nào môi đệ katte kureta no ka to omou to. Đúng không? Hay. Sore dake de namae ga demasu. Rồi đáp án sẽ là 2, và 1 chính xác Rồi, ừ, Đúng nào như đây chủ ngữ chúng ta sẽ thấy là món quà không thể quên được đúng không món quà mà tôi không thể quên được chính là chiếc xe đạp mà bố mẹ đã mua cho tôi khi tôi học tiểu học tiểu học thế nào vậy vậy thì tôi nào ừ. cái mẫu cầu của mô tô chúng ta phải đem cái hình nó dịch từ đây đúng nào cứ nghĩ Hay. về trong cái hoàn cảnh cuộc sống khó khăn như vậy, đúng không? cứ nghĩ, đúng không? cứ nghĩ về việc là gì nhỉ? Mẹ đã mua bố mẹ cho tôi. đã mua cho tôi, mua cho tôi với cái nỗi niềm, đúng không? Nỗi niềm như thế nào? trong cái cuộc sống hoàn cảnh khó khăn khi đó thì chỉ vậy thôi. chỉ vậy thôi thì tôi cũng cảm thấy rơm rớm nước mắt. như thế nào? Đấy. đang trong lúc khó khăn như thế mà bố mẹ mua tiền okay, dành tiền mua xe đạp, như thế nào?

còn đây là Mike kê ken sả tức là chưa có kinh nghiệm Được nhá Kono shiken ni Kono shiken go kaku suru chúng ta có thể Cái gì nhỉ? Koto kara suru to này Đúng không? Watashi ga kê no No này thì đường sau sẽ thường sẽ là một danh từ Danh từ thì ở đây chúng ta sẽ có thể cái thằng hoa ta gá là danh từ cũng có thể cho vào được này dứt sư kê kên cũng là danh từ có thể cho được vào đúng không nhưng mà không hợp lý này. ờ nhưng mà không hợp lý tại vì chúng ta sẽ tối ưu này thưa đi kèm tối ưu cô tô này sẽ hay gặp nhau này à. đấy tối ưu cô tổ mà lại thêm này cả là sư tối một mẫu phương pháp này nhìn từ cái việc đúng không Hương là chọn một con này thầy sẽ chọn cho các bạn nha 1, 3 đúng rồi Thì đáp án chúng ta số 3 vì, vì sau này nằm số 2 nhớ chưa ừ. Đấy, Còn 2, 4, 4, 2 thì không biết nào Nhưng mà đáp án chắc chắn sẽ là 4, 2 Bởi vì thằng 4 này nó có chữ nâu no đây này Phải đi ghép với thằng Watashi đây okay. 4, 2 được chưa? Đấy. Vậy thì cái câu này Nhìn từ Nhìn từ cái gì đây Nhìn từ cái phần 80% Người đỗ hàng năm á, Mà là những cái người Có kinh nghiệm làm việc thực tế á. Thì đối với gì đấy Thì một người thì chủ ngữ này Một người mà không chứ có kinh nghiệm như tôi à, Chưa có kinh nghiệm như tôi Thì việc đỗ kỳ thi này chắc là không hề dễ dàng rồi Được ừ. chưa? Có bao nhiêu bạn làm đúng ấy, sao có thấy như các bạn chọn đáp, đáp án sai phải không nhỉ? Ui thì đỗ kỳ thi này 80 người đã có kinh nghiệm rồi mình, mình, mình chưa nào? có kinh nghiệm thì chắc là sẽ khó đây à, Nguyễn Bảo Long câu này trong đề thi này Ồ, Được chưa? À? Bảo Long làm rất là nhiều đúng không? Bạn nhớ chưa? một ba nhớ phải chọn ra sao là ba này nhá bạn nào đúng thì nhớ co, comment cho cô xem là em đúng em đúng là thế nào để cô đếm ra bao nhiêu còn cô cuối cùng là cô cuối cùng cuối cùng nhá nào đi thôi sai gọi, sai gọi à đây một ba hai bốn rồi, rồi bốn, câu này. cuối cùng là của n hai bạn nào mà làm đúng câu này chắc chắn sẽ đúng n ba nào cố <laughs> lên cố lên ok sama ai. ni manzokushite đúng không Hajimete có một mẫu gì VT Hajimete thế. Đúng không? VT ờ, Hajimete là ngữ pháp của N3 mà anh. Đấy 3 ồ, thế thì dễ quá. Câu N2 mà lại là của N3 hả? Nhưng mà ở đây lại có hai thằng TT đây nữa nè. Đấy. À. Đây Hajimete ngữ pháp của N3 mà. À. Chỉ khi Nhưng mà cái Toste này so hin do se nghe quen quen. À, danh từ đúng không? Ờ, Toste cũng là của N3 luôn. Đấy. Ô, câu này dễ quá nhỉ. Ừ. VT Toste là gì? Chỉ khi cái gì đó thì mới đúng không ạ? Cái từ là Itadakere kia ấy, nếu như trước nó không phải là u, oh, Itadakere thì dễ dàng phải là te itadakeru. Ừ, à, đúng, không? đúng rồi. Đúng rồi, vt Itadake. Bình thường Itadate hoặc Itadakere cũng được, Itadakete. Vậy cô gửi cho mọi người nhá. Chỉ khi, à, chẳng phải là chỉ khi chúng ta nhận được sự hài lòng của khách hàng thì khi đó nó mới có được cái giá trị là, như là một như là sản, sản phẩm sản. hay sao. Tức là một một cái vật gì đó nó sẽ chỉ có giá trị là một sản phẩm để có thể mang đi bán được chỉ... khi khách hàng hài lòng đúng rồi thế thì chúng ta sẽ chọn đáp số mấy nhà để em mang giúp cự này là hài lòng đúng không nào để em đọc đáp án cho mọi anh nhá bạn à. quý tộc là bộ ba bốn hai một các bạn này lên 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 hình nhiều ấy nhỉ Đấy. này ba bốn hai một à ba bốn hai một ba bốn hả hai một em ừ, các bạn chọn nào hai một đây là là 3214 3214 ừ, 3214 Nguyễn Bảo Long là 2314 này em Long ơi 2314 Đáp án cho cho đáp án này Ôi dồi ôi Đây Ôi đáp án sai hết rồi 3214 à Hai bạn này sai hết rồi Hào 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 Em ơi lúc nào bên Hay. Cô đi cũng có lớp cho người mới bắt đầu em có thể như này nhá o kẹt ni man sok shite itadakete hajimete đúng không vậy cái gì đó itadakete itadakete tự này thì đứng trước nó cũng phải là thể tê mà đúng không nào còn lại cô thành cũng nói rồi đúng không vậy chẳng phải là đúng không chỉ khi đúng không vt là gì vậy chỉ khi khách hàng hài lòng đúng không thì nó mới có giá trị như là một cái sản phẩm đây xem nào Hãy. Shopping đóしてどうしてないな. Như là cái gì đó, như là sản phẩm, nó có hai nghĩa với tư cách là hoặc là gì nhỉ? Như là được chưa nào? Hãy. Em có một bạn nào. em xếp sai nhưng chọn đúng. Bạn nào, bạn Đông bạn bảo là N3 mà khó quá. À. Đây là câu n 2 em. Đây là 2 mà. Nhưng mà lại ngữ pháp của N3 thôi nhờ. Đây là ngữ pháp của N3 thôi. Em có một bạn bạn hỏi là 6 tháng bắt đầu thì có thi được N4 không anh? 6 tháng bắt đầu. Thì thừa sức để thi. À đó, bắt đầu từ từ là năm bắt đầu từ, bắt đầu từ đâu em? Nếu mà bắt đầu từ là 4 thì thi được, còn bắt đầu từ năm 5 thì chắc là khó. Hơi khó một chút. Cái khó một chút. nào. Hay, cuối cùng. Đây. Trước à, uh, sau cùng mỗi một video thì thầy sẽ đưa cho các bạn một câu tùng ngữ thành ngữ nó nào. Hay. Các bạn thấy nó sai sai chỗ nào không nhỉ? Shoshin ừ. đấy, Nó sai sai. Bình thường chỗ này ơ thầy ơi phải thiếu chữ D này đúng không? nhưng mà câu thành ngữ trong câu thành ngữ thì thường có những điều đặc biệt <laughs> nó không mà không có chữ đề này mà chỉ có là wasuru wasuru bekarazu tức là wasure nai de sai đấy không được quên sơ tâm sơ tâm là cái gì đây là trái tim ban đầu chưa nào các bạn hãy nhớ lại cái cái sơ sinh của mình lúc bắt đầu đăng ký học để đi thi này hay là lúc bắt đầu À, học tiếng Nhật này, đúng là Chúng ta học với quyết tâm như thế nào, đó không nào? Đấy, với cái mục đích gì? Đúng không? Tại, sao Tại sao chúng ta lại học? Tại sao chúng ta lại học? Tại sao chúng ta lại đăng ký đăng ký để thi, đúng không? Đấy, thì chúng ta đều có có cái sô xin lúc đấy, đúng không? Rồi chúng ta rất là quyết tâm học tiếng Nhật để đi Nhật, học tiếng Nhật để thi đỗ là một. Bây giờ mình là ba này, ui, là một. Bây giờ nhưng mà phải, đúng không? Không được quên cái 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 này. Đấy, cái cảm xúc ban đầu á rất là quan trọng nhá để, để luôn đấy. có được cái động được. lực à. tiếp tục đúng không nào? Đấy. Nhớ lại những cảm xúc đấy thì sẽ sẽ lấy lại được cái động lực đúng không? Ok, so shin bekarazu. Nhớ nha, mọi người nha. Đấy, ok, rồi. Vậy là giờ học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây nha. Nếu mà các bạn nào muốn hỏi về khóa học thì các bạn nhớ comment xuống bên này hoặc là nhắn tin trực tiếp cho thầy. À, anh Nha. giới thiệu về cái tuần sau ở Tokyo đi. Tuần sau Tokyo á, ừ. ừ, các bạn đi hết rồi còn một trong bốn mươi Tuần sau vào giờ này, tuần sau là thứ sáu tuần sau đúng không? Thì thầy đang chuẩn bị rồi. Nhưng mà uh, festival tại Tokyo ở công viên Yoyogi Koen sẽ bắt đầu vào sáng thứ bảy, mùng 1 tháng 6 và sáng chủ nhật à, và nói chung là thứ bảy và chủ nhật mùng 1 tháng Sáu và mùng 2 tháng 6 nhá. Hôm đó thì thầy sẽ mở gian hàng bán sách. Nhà các bạn nhớ đến mua sách này và nhớ đến check-in chụp ảnh cùng thầy cô nhá. Ok. Rất là nhiều món quà nữa. À, tức là mất. bốc thăm trúng thưởng, hai cái iPad này, hai cái kim từ điển và rất, rất 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 nhiều món quà mà thầy cô sẽ mang cho các bạn từ bên Việt Nam ra các bạn nhớ. Quên ấy. mất. Chúc vui với thầy cô nhá. Ok. Cô thầy nhắc quà thầy mới nhớ. <laughs> thầy không chỉ đi người mà còn rất là nhiều món quà khác nha mọi người nhá. Ừ. OK, hẹn gặp lại các bạn hôm đấy nha. Hai, chào mấy năm xài. Bye bye.